Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ, dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, mặc dầu Chúa Giêsu bị các kinh sư biệt phái và các tư tế tìm cách bắt bẻ và tìm cách để giết hại Ngài, nhưng Ngài lại trở thành một trung tâm điểm cho dân chúng lôi cuốn, để rồi Ngài trở nên một con người vĩ đại trước mặt họ. Cụ thể bài tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu nói lời của Thiên Chúa, giảng dạy cho dân chúng, thì có rất nhiều người tuôn đến với Ngài để được lắng nghe lời Người giảng dạy. Và tin mừng kể rằng đến nỗi Ngài không có chỗ để mà giảng dạy, Ngài phải dùng con thuyền đi ra ở giữa biển gần bờ. Nơi đó Ngài ở một mình, và dân chúng thì đứng trên bờ rất đông, để rồi Ngài tiếp tục giảng dạy. Và khi Ngài giảng dạy, Ngài không dùng những hình ảnh cao siêu để nói về nước trời, để nói về lời Chúa, nhưng Ngài đã dùng bằng hình ảnh cụ thể rất đời thường trong cuộc sống của chúng ta, để rồi Ngài nói với chúng ta về nước trời mai sau, về lời của Ngài đang hướng dẫn tâm hồn của họ. Bài tin mừng của Thánh Matthêu hôm nay, khi Chúa Giêsu nói về lời của Ngài, giống như người đi gieo giống. Người đi gieo giống có thể khi gieo vãi thì có những hạt thì rơi ở trong thửa đất tốt, nhưng có những hạt cũng có thể văng ở trên vệ đường, trên con đường, trên hẻm, trên lối đi, và cũng có những hạt thì rơi vào những bụi gai. Tất cả những hạt ấy nói lên cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu như người đi gieo giống. Ngài sẽ cấy vào tâm hồn của mỗi người chúng ta những hạt lúa, tức là lời của Chúa đó. Và tâm hồn của chúng ta cũng được như Ngài nói đây, là như có thể là một đám ruộng tốt. Nơi đó có nước có thể mọc lên, nhưng tâm hồn của chúng ta cũng có thể như là bụi, như là vệ đường. Và khi hạt lời của Ngài được đưa vào trong tâm hồn của chúng ta ấy, thửa ruộng của chúng ta ấy, thì làm cho chúng ta bị ngột ngạt,
Lời của Ngài bị ngột ngạt và không có thể lên được, và hạt giống đó bị bóp méo, bị chết khô, bị khô cằn, không có thể lên được. Đấy. Như vậy giúp cho chúng ta hiểu về lời Chúa hôm nay như thế nào. Trước hết là chúng ta phải xin lỗi Chúa, bởi vì từ khi nhỏ Chúa đã cho chúng ta đời sống đức tin, cho chúng ta ơn bí tích rửa tội. Nhưng mà trong quãng đời của chúng ta ấy, chúng ta có để lời Chúa được lớn lên trong tâm hồn của chúng ta không? Hay là chúng ta một cách nào đó chúng ta tự bóp méo lời của Ngài? Hạt giống ấy không được trổ sinh, không được trổ ra hoa trái thiêng liêng, không chỉ cho chính mình mà cho người khác nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải xin lỗi Chúa. Điều thứ hai là chúng ta phải để cho lời của Ngài được lớn lên trong tâm hồn của chúng ta. Bao lâu chúng ta còn để cho những thứ như là danh vọng, như là tiền tài vật chất, hay là như là tội lỗi để rồi bóp méo lời của Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta sẽ không được lớn lên trong ơn nghĩa thánh của Ngài. Và vì thế chúng ta cần phải để Chúa uốn nắn trong cuộc đời của mình, biến chúng ta thành con người tốt, biến chúng ta thành con người trở nên khí cụ đem lại bình an cho những anh chị em mà Thánh Francisco Assisi đã như một lời tâm nguyện cho mỗi người chúng ta, biến chúng ta trở thành bình an, trở thành khí cụ cho người khác, nơi đâu có oán thù, nơi đâu có sự bất bình an, nơi đó chúng ta sẽ đến để đem bình an, đem sự hòa giải cho những người khác. Ước mong bài tin mừng hôm nay sẽ giúp cho mỗi người chúng ta được Chúa ở với chúng ta, được lời của Chúa sẽ biến đổi chúng ta, và lời của Chúa sẽ mọc lên trong tâm hồn, trong thửa ruộng của chúng ta, để rồi sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước. Amen.